Mọi người ơi, mọi người muốn xem huy chương của mình không? Ngày xưa mình tập đá cầu ấy. Mình nói thật mọi người, túi huy chương của mình đây này. Thấy chưa? Xịn chưa? Huy chương này, cả vàng lẫn bạc đồng này. Đừng có ai ghi màn hình trong tí đùa nhá. Đây là giải đá cầu nhá. Thế luôn. Ô mới mua con này 5 lốp, quán ngay cạnh nhà. Điêu 5 lốp đấy là giá cũ của em. Bây giờ em like đi, em bây giờ em xả đi. Em phải xuống giá cho mọi người mới mua được. Chứ ở giá học sinh mà em. Con chó nó điêu luôn đó kìa. Em ngày xưa em tập thể thao mà mọi người. Em tập 10 năm đá cầu đấy. Ở trên trung tâm vận động viên cấp cao Sơn Nghiêm ấy. Thế này mà lấy chồng thì đá chồng xước mõm. Đúng rồi. Quả này lấy chồng về mà chồng mà nhớn nhau cái thì thôi, xuống phát đậu của chồng luôn. Có con đâu chị quần nào hả bạn? Vai đái chân quét này mà người yêu thì hết sẩy. Comment vui nhưng đừng comment bậy nhá. Ôi mình nói thật đấy, đây là huy chương của mình ngày xưa mình đi thi đấu ạ. Này mọi người ơi, vô địch trẻ quốc gia nhá. Vô địch trẻ quốc gia. Đừng đùa. Bán hàng hay bán huy chương? Mọi người ôi, tăng mắt xem luôn. Mọi người thích xem huy chương mà. Hôm nay em có tí em quay thành quả của em 10 năm nhá, trong nghề nhá. Nhất Long mua đại bàng. Gần 10 năm. À nhầm, gần 10 năm nhá. Giống mặt anh Long thế chị. Ô mình là em ruột của anh Long mà thì mình phải giống anh Long chứ. Không giống anh Long thì giống ai? Em ruột mà, không giống nhau thì giống ai? Anh em ruột mà. Hôm nay mình sẽ quay huy chương cho mọi người. Mình nghỉ thi đấu mấy năm rồi kìa. Mình nghỉ thi đấu rồi. Nhưng mà nhá, nhưng mà vẫn bán áo đấy nhá. Áo đang mặc này. Áo đang mặc mọi người ơi. Ơ mình có ảnh ấy đấy. Bây giờ mình mà đăng vào thì thôi. Thôi mình không đăng đâu. Nghỉ rồi. Không đăng nữa. Nhưng mà có ngày kỷ niệm thể thao thì mình vẫn nhớ đến. Áo này trước mình bán là 500.000. Sale còn 450.000 nhá mọi người nhá. Nguyễn Ngọc Mạnh, anh Long lên câu lạc bộ BIA rồi bạn ơi. Áo này bây giờ bán còn 450.000 nhá. Có size từ 60 cân cho đến 80 cân. Mọi người ai mua thì cáp lại màn hình và inbox vào bếp Long Sen Shop giúp mình. Đeo lên chương bán này. Mình cảm ơn mọi người. Hello. Không ai giống ta có thích cái kiểu đắc ấy. Hôm nay mình nghĩ là chị cứ đeo đấy. Nặng vãi chương. Hôm nào chị thử đá anh Long như đá cầu đi. Ui dồi ôi. Anh Long có võ mà. Anh Long nhà chị hay là thằng Việt Long này không? Thằng Việt Long là sao mà chị đá được? Thằng Việt Long là to gấp đôi chị. Đeo bằng này có gãy cổ. Chỗ này thì nói thật với mọi người là xương xương tầm khoảng mấy cân nhỉ? 3 à? Cân, 4 cân. Ủa tôi nặng phết đấy, phải 4-5 cân đấy. Vàng vô địch trẻ quốc gia đấy, đừng có đùa. Hôm nay hao ai tí. Áo này có bán nữa mọi người ơi. Tiếp đến là giới thiệu hàng. Áo này cũng có giá là 500.000. Sale còn 450.000 một áo. Đỉnh cao. Đeo lắm luôn chưa thế chứ. Mình những bạn nào vào sau rồi các bạn nhá, mình giới thiệu lại một lần nữa nhá. Mình là ngày xưa tập thể thao nhưng mà bây giờ mình nghỉ rồi. Hôm nay thì mình live stream ở trên phòng của mình ấy, cho nên tiện thể mình khoe huy chương với mọi người. Vàng bạc đồng có hết đây này, vàng đây này. Vàng đây, đây là vàng đây nha. Đồng này, bạc này, đều là giải trẻ. Bảo sao ông Long con nhà võ. Anh Long, ui dồi. Thế thì nhá mọi người chưa nhìn anh Long ép dẻo đâu, mình nói thật. Anh Long anh ý, ông ở thể lực anh ý yếu kinh khủng luôn ấy. Anh ý hôm nay còn kể anh bảo là hôm trước tao đi lên Sapa tí tao ngất. Tí nữa thì tao ngất. Ôi em còn đi cắp treo. Huy
huy chương này á, mình không bao giờ lấy luôn. Huy chương này là kỷ niệm của mình đấy. Từ cái thời lớp 5 cho đến tận lớp 12. Lớp 12 là mình nghỉ rồi. Vua đường phố. Ông em đua xe à? ông em đua xe ai lại rồi. Mọi người ơi, nói chuyện nhưng mà mọi người nhớ phải mua áo cho mình nha. Áo này 500.000 sale còn 450.000. Có size bao nhiêu, từ bao nhiêu cân? 60 cân đổ lên, 80 cân. 60 đến 80 cân nhá. Cụ sợ độ cao đúng rồi. Anh không sợ độ cao á? Lúc nào chị đá vài đường cầu. Ngày xưa nhá, mình còn đá cầu ở ngoài bãi biển cơ. Kỷ niệm được giá vẫn sang tiền à chị? Kỷ niệm được giá nhưng vẫn sang tiền là sao? Nhưng mà khó hiểu đấy. Kỷ niệm là kể về kỷ niệm, nhưng mà chị bán được tiền vẫn bán à? À, không bao giờ bán. Nó là kỷ niệm rồi, không bao giờ bán luôn. Mình còn có cả bằng khen cơ, nhưng mà bằng khen là mình như mình cất trong tủ. Trời lạnh rồi em mua chị về ôm ấm hơn áo chị ạ. Rồi sang mẫu khác. Tiếp tục review. Này mọi người ơi, review à, con dọa ma, con dọa dồ này. Nai Jordan đi chị. Hôm nay mình lại ở trên phòng cho nên mình không mang được hết đồ lên ý. Với cả giày bây giờ nó đang bị lủng sai ấy mọi người. Nhìn bà chị giải trí. Em mày đừng lấy ghế đây chị, đúng rồi mỏi chân. Lủng lẳng. Em này nhiều quy chương vãi trưởng luôn. Nhưng mà nhớ mua quần áo. Mình hài mà. Mình may là hôm nay không có chị Cháy ở đây ấy. Nếu mà có chị Cháy ở đây mình là chị Cháy đùa nhau kìa. Hiểu luôn. Bà Hoàng nữ đá cầu, bà Hoàng bán quần áo. Với anh Vùi nhá, chẳng lẽ tao ghi bình luận thằng này. Áo này 450.000, sale còn 400.000 nữa mọi người. Nỉ bông. Ông Lê Đình Trường. Nếu tình yêu được ví như quyển sách thì anh chỉ cần duy nhất một trang. Khăn nước quá. Mày cho chị cũng dừa cái. Hơi khô mồm nhá. Ghê quá nhỉ, ông anh sớ tốt thính ghê nhỉ. Không bạn ơi, huy chương mình không cho mượn. Hơi khó nhá. Mượn là mất đấy, cất là còn. Mượn là mất, cất là còn. Với vick kỳ bóng. Bỏ bớt huy chương xuống em ơi, không lại lệch cổ. Em đeo em không kêu thì thôi, anh đi kêu hộ em. Bảo An anh ơi, mua áo đi anh. Mọi người ơi, áo này nhá. Thôi đùa thế thôi. Kẹo nữa để mình giới thiệu lốt áo này thôi. Mình bỏ huy chương ra. 450.000 sale còn 400.000 một áo nhá. Có size từ 60 cân cho đến 80 cân. Áo này là áo drill. Con này là mọi người ai mà mua hàng thì mọi người ghi là drill dọa ma. Con này như con ma ấy. Drill này. Cái hình y này mọi người ơi, giặt máy giặt thoải mái luôn. Giặt máy giặt thoải mái, không bao giờ bị bong chóc gì cả. Không bao giờ bị bong gì luôn. Hàng như nào là về như thế. Đây, hàng như hình luôn, lên livestream thì quá đẹp đây này. Hình con này này. Đẹp chưa? 4 Hùng Kiên. Đá trồng như đá trọng tài luôn. Cái gì đấy, nói chả hiểu cái gì không, anh lăng lắc đấy. Thôi từ từ đấy, tao bỏ huy chương mày vào, mày đứng mày nói chuyện mọi người, bỏ luôn mọi người. Thôi nếu mà không có gì thì thôi, mình bye bye mọi người. Em giới thiệu mẫu review rồi chưa? Xong hết rồi. Mình hết rồi, mình hết mẫu rồi.